Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thượng Vũ, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, thì tôi xin phép được trình bày cái nội dung đấy là những cái điểm cập nhật mới trong khuyến cáo của ATS, ORS, GRS, ATLAS năm 2022 về cái hai cái nội dung đấy là sơ phổi vô căn và sơ phổi tiến triển. Thì bài trình bày của tôi gồm có hai nội dung chính, một là điểm qua về cái tổng quan về sơ phổi vô căn, phần hai đấy là cập nhật các hướng dẫn, và trong đấy thì chia làm hai nội dung, một là cập nhật trong chẩn đoán và điều trị sơ phổi vô căn, phần tiếp đấy là cập nhật về sơ hóa phổi tiến triển, và phần cuối cùng là phần kết luận. Tôi xin phép đi vào phần đầu tiên đấy là tổng quan về sơ phổi vô căn. Thì như quý thầy cô và quý đồng nghiệp cũng biết, sơ phổi vô căn là một cái tình trạng mà sơ hóa tổ chức phổi và hiện tại thì không tìm thấy nguyên nhân. Và cái kết cục đấy là những cái tổn thương của sơ ở phổi nó cứ lặp đi lặp lại và nó có cái hiện tượng đáp ứng hàn gắn tăng sinh, và hậu quả cuối cùng đấy là tổn thương phổi nó bị sơ gây suy giảm cái chức năng phổi. Và sơ phổi vô căn thì là một cái nguyên nhân thường gặp nhất trong cái nhóm mà viêm phổi kẽ vô căn. Và tìm hiểu về dịch tễ của sơ phổi vô căn thì với cái số liệu của các nghiên cứu thì còn rất là khiêm tốn. Tuy nhiên thì điểm qua các nghiên cứu thì cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mắc mà trên 100.000 người trên một năm thì tùy theo các nghiên cứu thì có thể từ 4 đến 7 rồi 16 hoặc là 17 người trên 100.000 dân. Và đặc biệt nhưng mà tuy nhiên là với những cái số liệu là với những cái quần thể bệnh nhân khác nhau. Và qua các nghiên cứu về dịch tễ thì thấy rằng cái tỷ lệ sơ phổi vô căn thì nó cũng tăng theo lứa tuổi và gặp nam nhiều hơn ở nữ. Như trên slide trình bày tóm tắt của nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là tuổi càng cao thì cái tỷ lệ mà mắc sơ phổi vô căn càng cao, và đặc biệt nữa là trong tất cả các nhóm tuổi thì cái tỷ lệ nam giới thì cao hơn so với nữ giới. Và một cái nghiên cứu ở Mỹ ước tính thì thấy rằng là cái tỷ lệ, cái số lượng ca mắc mới của sơ phổi vô căn sẽ gia tăng theo thời gian. Và với cái dự báo là với năm 2005 thì cái tỷ lệ mắc ước tính trên 100.000 dân thì là gần 10. Nhưng mà đến năm 2050 thì thấy rằng là nó đã tăng lên gấp đôi, độ khoảng 20. Vâng. Và với cái đặc điểm của sơ phổi vô căn, nó rất là khó để chẩn đoán, cũng như là hiện tại thì cái việc mà tiếp cận để chẩn đoán sớm nó cũng gặp rất là nhiều những cái rào cản. Thì một cái bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy là sơ phổi vô căn dẫn đến cái suy giảm chức năng phổi, và đặc biệt nữa là cái tiên lượng thì rất là xấu. Trên slide thì là cái hình ảnh mà mô tả cái nghiên cứu đánh giá là cái so sánh cái tỷ lệ sống trên 5 năm của sơ phổi vô căn với cả các bệnh lý ung thư, thì sơ phổi vô căn chỉ cao hơn ung thư phổi và ung thư tụy thôi. Còn đâu là cái tỷ lệ mà số người sống quá 5 năm thì thấp hơn tất cả các loại ung thư khác. Và chẩn đoán sơ phổi vô căn thì là một trong những cái khó khăn. Vì sao? Vì cái việc mà chẩn đoán những cái trường hợp nghi ngờ để giúp cho cái việc chẩn đoán và điều trị sớm thì gặp rất là nhiều rào cản. Vì những cái triệu chứng lâm sàng thì không đặc hiệu, và nhiều bệnh nhân chẩn đoán sơ phổi vô căn có thể đến 5 năm sau khi khởi phát. Thì với những số liệu đấy thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà bệnh mà được chẩn đoán sớm thì cái việc can thiệp tiếp cận điều trị nó mới có hiệu quả. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà bệnh mà xuất hiện muộn quá, với cái hình ảnh như là về chẩn đoán hình ảnh như là bác sĩ Thịnh đã chia sẻ với quý vị đồng nghiệp, tức là phổi nó sơ hết rồi, những cái hình ảnh rất rất đặc hiệu như là giãn phế quản hình tổ ong, thì với những cái bệnh nhân như vậy thì cái việc mà chúng ta tiếp cận để can thiệp điều trị thì rất là hạn chế, và rất cần cái sự cập nhật kiến thức của các bác sĩ ở của chúng ta trong cộng đồng, phát hiện từ những cái khi mà bệnh nhân chưa chỉ có những cái triệu chứng mà nó dễ trồng lấp với những cái triệu chứng hô hấp của các bệnh lý khác. Ví dụ như là bệnh nhân ho, rồi bệnh nhân khó thở gắng sức, và đặc biệt là các bác sĩ chúng ta đến sẽ chẩn đoán nhầm rất nhiều với những cái bệnh lý thường gặp, ví dụ như viêm phế quản hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính v.v. Và nó sẽ bỏ qua cái thời gian vàng để bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị sớm. Cho nên là với cái việc là chúng ta phải tiếp cận, chúng ta phải bị nghĩ đến để chúng ta sàng lọc, chúng ta phát hiện sớm thì sẽ giúp được những cái bệnh nhân mà sơ phổi vô căn với những cái triệu chứng như là bệnh nhân khó thở, ho khan, rồi khó thở, gắng sức,
và đặc biệt nữa là với cái triệu chứng này thì chúng ta không giải, không tìm được các nguyên nhân. Khám phổi thì nghe thấy gian nổ, và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta đánh giá cái chức năng thông khí thì thấy có biểu hiện của rối loạn thông khí hạn chế. Thì một cái thông điệp đưa ra đấy là gì? Các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải nghĩ đến để chúng ta đi tìm thì chúng ta mới tìm thấy. Và với cái việc mà chẩn đoán sơ phổi vô căn thì chúng ta phải tiếp cận về lâm sàng và đặc biệt nữa là loại trừ các nguyên nhân dẫn đến cái tổn thương viêm phổi kẽ, và sẽ chẩn đoán xác định bằng cái hình ảnh sơ phổi đặc hiệu trên chụp cắt lớp vi tính. Còn nếu mà trong trường hợp mà không có cái chẩn đoán đặc hiệu trên phim chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta cũng cân nhắc là sinh thiết qua các kỹ thuật nội soi phế quản hay là sinh thiết phổi. Tuy nhiên thì trên một thực tế đấy là những bệnh nhân đã được chẩn đoán muộn thì cái việc đặt ra sinh thiết phổi để qua phẫu thuật là một trong những cái rào cản. Và với như vậy thì tổng quan về sơ phổi vô căn, những cái gánh nặng của sơ phổi vô căn thì chúng ta một cái thông điệp đưa đến là gì? Sơ phổi vô căn là bệnh tiến triển nhanh và dẫn đến tử vong, tiên lượng xấu hơn so với các nhóm bệnh ung thư. Và sơ phổi vô căn tiến triển thì nó khó dự đoán, tức là nó rất là thất thường. Có những bệnh nhân thì có thể là diễn biến từ từ, nhưng có bệnh nhân thì có những cái đợt tiến triển rất nhanh và sẽ dẫn đến cái kết cục là bệnh nhân sẽ tử vong. Và ở những cái bệnh nhân mà đã sơ phổi vô căn thì nó mất chức năng phổi, không thể hồi phục được cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh. Và với cái thông điệp như vậy thì chúng ta thấy rằng là chẩn đoán cho bệnh nhân càng sớm càng tốt. Còn chúng ta chẩn đoán ở cái giai đoạn sau thì cái việc mà tiếp cận điều trị cũng như là giúp cho bệnh nhân nó sẽ rất hạn chế. Và theo dõi cái việc mà suy giảm chức năng phổi thì nó sẽ tiên lượng đến cái tỷ lệ tử vong và cũng như là yếu tố nguy cơ tử vong ở bệnh nhân sơ phổi vô căn. Về mục tiêu của điều trị, đấy là bảo tồn FVC là rất quan trọng để cải thiện cái tình trạng của bệnh nhân. Tiếp theo thì tôi sẽ đi về cái phần đấy là cập nhật những cái thay đổi của khuyến cáo của năm 2022 về chẩn đoán và điều trị sơ phổi vô căn. Thế thì những cái nội dung mà chủ yếu trong cái cập nhật thay đổi chính đấy là gì? Một là trong cái khuyến cáo này thì thấy rằng là sinh thiết lạnh phổi qua phế quản thì là một cái giải pháp có thể thay thế chấp nhận được cái sinh thiết phổi phẫu thuật ở những cái trung tâm đảm bảo có cái trình độ chuyên môn phù hợp. Thế trước đây thì cái khuyến cáo trước thì nói rằng là với cái sinh thiết phổi bằng phẫu thuật, qua phẫu thuật thì là một trong những cái mà có giá trị quan trọng, nhưng mà qua các nghiên cứu với cái cập nhật này thì chúng ta thấy rằng là sinh thiết phổi lạnh và đặc biệt nữa là phải đảm bảo cái chất lượng về mặt chuyên môn. Và với cái và không có những cái khuyến cáo đưa ra những cái chỉ định hoặc chống chỉ định để xét nghiệm phân loại bộ gen. Với việc xác định phân loại bộ gen để giúp cho cái việc mà chúng ta chẩn đoán cũng như là cái tiên lượng của bệnh nhân thì với các nghiên cứu cập nhật hiện tại thì chưa ra được cái khuyến cáo này. Và tiếp đến đối với cái điều trị của sơ phổi vô căn thì hiện tại đối với không có chỉ định dùng thuốc kháng axit hay là phẫu thuật chống trào ngược. Đây là hai cái can thiệp điều trị trong cái điều trị mà hội chứng trào ngược dạ dày thực quản. Thì trong khuyến cáo này nói là cũng với hai điều trị này thì không có cải thiện được cái về hô hấp. Và với cái cập nhật chẩn đoán của sơ phổi vô căn thì trong hướng dẫn năm 2022 thì cũng đã đưa đến những cái hướng dẫn cập nhật về việc sử dụng về những cái trường hợp mà sơ phổi vô căn nghi ngờ dựa vào cái hình ảnh trên chụp cắt lớp vi tính cũng như là hình ảnh mô bình học với những cái hình dạng về UIP điển hình, có thể UIP không xác định UIP hoặc là có những cái chẩn đoán thay thế để mình đối chiếu để đưa ra cái quyết định xem là bệnh nhân này có phải là IAP không, hay là không xác định được, hay là không phải UIP hoặc là một cái chẩn đoán khác. Và với cái lưu đồ chẩn đoán của IAVF của cái hướng dẫn mới nhất thì bổ sung thêm so với cả hướng dẫn năm 2018, đấy là nếu mà trong trường hợp mà chẩn đoán hình ảnh mà là xác định là UIP hoặc là chỉ có thể UIP nhưng mà qua hội đồng đa chuyên khoa thì sẽ giúp cho cái việc chẩn đoán là sơ phổi vô căn nó khác so với cả hướng dẫn trước, đấy là chúng ta sẽ chẩn đoán xác định là UIP trên chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao thì chúng ta mới được chẩn đoán là xác định là sơ phổi vô căn. Và cái điều này thì đã chứng tỏ đấy là gì? Cái hội đồng đa chuyên khoa rất rất quan trọng trong cái các bước mà chẩn đoán cái nguyên nhân của bệnh phổi mô kẽ.
Và trong qua tất cả các bài báo cáo trước thì các quý thầy cô, quý đồng nghiệp cũng thấy rằng là cái vai trò hội chẩn đồng đa chuyên khoa với cái ý gọi là cái trí tuệ tập thể, nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta định hướng cái nguyên nhân cũng như đưa ra cái phác đồ điều trị, và đặc biệt nữa là theo dõi cũng như là tiên lượng điều trị. Và với cái những cái tôi đi vào chi tiết về cái khuyến nghị đấy là cái lợi ích của cái kỹ thuật sinh thiết phổi lạnh qua soi phế quản và xét nghiệm phân loại bộ gen trong chẩn đoán sơ phổi vô căn, thì trong khuyến cáo cũng ghi rõ đấy là đối với cả sinh thiết phổi lạnh thì với cái khuyến nghị là có điều kiện với những cái cơ sở mà có cái đảm bảo về chuyên môn nhưng mà bằng chứng thì còn thấp thôi, thì cũng khuyến nghị đây là một cái phương pháp mà có thể thay thế chấp nhận được với chẩn đoán mô bệnh học với cái việc là sinh thiết phổi qua phẫu thuật. Tuy nhiên thì cần phải tiếp tục tiêu chuẩn hóa cái kỹ thuật này để đánh giá cái việc đo lường kết quả điều chỉnh sau đó. Và với cái xét nghiệm phân loại bộ gen thì chúng ta cũng thấy rằng là một câu hỏi đặt ra đấy là khi mà chúng ta đánh giá phân tích gen, những cái kỹ thuật sinh học phân tử để việc là phân biệt được là UIP rồi những liên quan đến cái sơ phổi vô căn hoặc là hình ảnh của UIP liên quan đến bệnh phổi mô kẽ, thì tiến tới đấy là phải phân tích những cái bộ phân loại bộ gen xem có cái sự khác biệt gì ở trên cơ thể người bệnh không. Thì đến cái thời điểm hiện tại thì trong khuyến cáo 2022 cũng thấy chưa có khuyến nghị bổ sung, tuy nhiên thì cũng không có phản đối và cần phải có những cái nghiên cứu tiếp theo để xem xét xem là có cái chỉ định này trong cái hướng dẫn về tiếp cận chẩn đoán. Và cái câu hỏi liên quan đến cái việc mà điều trị sơ phổi vô căn bằng các thuốc kháng axit và phẫu thuật để chống trào ngược, thì trong khuyến cáo cũng nói rằng là hiện tại thì không khuyến cáo là để với cái phác đồ này sẽ cải thiện về hô hấp, mà chỉ đây là những cái phác đồ để chỉ điều trị những cái bệnh nhân có hội chứng trào ngược sẽ giúp được giảm cái triệu chứng và cải thiện được các triệu chứng liên quan đến hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, chứ chưa tìm thấy những cái bằng chứng là khi mà điều trị phối hợp của hội chứng trào ngược dạ dày thực quản thì sẽ cải thiện được về mặt hô hấp. Và trong hướng dẫn của năm 2022 thì cũng đã đưa đến những cái tiếp cận, đấy là việc mà chúng ta chẩn đoán về tiêu chuẩn IEA sơ phổi vô căn, cân nhắc về các phác đồ điều trị một cách toàn diện như là dùng thuốc chống sơ, bổ sung các hỗ trợ về hô hấp như là thở oxy, phục hồi chức năng, điều trị các bệnh lý đi kèm. Và ở đây thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái bệnh lý đi kèm ở nhóm sơ phổi vô căn này nó không phải là cái tỷ lệ thấp, và bắt buộc các bác sĩ lâm sàng chúng ta trong cái quá trình mà chẩn đoán cũng như là theo dõi điều trị thì chúng ta phải luôn luôn sàng lọc để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Đấy là về tăng lưu lượng bạch phổi, trào ngược dạ dày thực quản, tắc nghẽn ngừng thở khi ngủ hay là ung thư phổi, kiểm soát tốt cái triệu chứng. Và đặc biệt nữa là trong khuyến cáo cũng đưa đến cái theo dõi cái sự tiến triển của bệnh, phải cân nhắc kiểm tra chức năng phổi và cái test đi bộ 6 phút, thì đấy là những cái đánh giá về chức năng hô hấp 4 đến 6 tháng hoặc là sớm hơn nếu mà có cái chỉ định trên lâm sàng. Rồi xem xét chụp các lớp vi tính hàng năm nếu mà nghi ngờ có cái diễn biến lâm sàng xấu đi, nguy cơ ngờ là bệnh nhân có ung thư phổi, hay là xem xét nếu mà bệnh nhân có những cái đợt cấp của cái quá trình sơ phổi vô căn. Rồi nghi ngờ những cái trường hợp mà tắc mạch phổi, theo dõi cái sự tiến triển về đợt cấp, theo dõi tác dụng phụ khi dùng corticoid, và đặc biệt nữa là xem bệnh nhân có suy hấp mà biểu hiện tiến triển của sơ phổi vô căn hay không. Rồi cuối cùng đấy là cũng đánh giá đăng ký danh sách để ghép phổi. Cái này là cái mà chúng ta cũng có những cái chiến lược mà lâu dài cho bệnh nhân, đặc biệt là với cái hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa, mà dù chúng ta chẩn đoán được, đưa ra cái phác đồ điều trị, nhưng mà đối với cả nhóm bệnh sơ phổi vô căn này thì cái tiên lượng rất kém, và đặc biệt là rất nhiều những cái bệnh nhân mà đến với giai đoạn cuối, mặc dù mình đã áp dụng những cái phác đồ điều trị tối ưu nhưng mà cái đáp ứng của bệnh nhân có thể là cũng hạn chế, cho nên là chúng ta cũng sẽ phải sẵn sàng lập những cái danh sách để ghép phổi và sẽ chỉ định khi mà có điều kiện. Chăm sóc giảm nhẹ cũng là một cái vấn đề mà trong hướng dẫn cũng đưa ra một cách rất là đầy đủ để chúng ta chăm sóc cho bệnh nhân. Phần tiếp đấy là về tôi xin trình bày về cập nhật những cái thay đổi rất là quan trọng về sơ phổi tiến triển ở trong cái guideline vào năm 2022. Thì với cái nội dung này thì hội đồng soạn thảo cũng nhấn mạnh 4 cái vấn đề. Một là sơ phổi sơ hóa phổi tiến triển,
là một cái khái niệm mà nằm ngoài cái bệnh cảnh của sơ phổi vô căn. Và sơ phổi tiến triển, sơ phổi hóa tiến triển thì không phải là một chẩn đoán bệnh mà là một tình trạng tiến triển của một bệnh lý nền. Ví dụ như là có thể là của sơ phổi vô căn hoặc là của các bệnh của hệ thống liên kết hoặc là viêm phổi tăng cảm vân vân. Và tiêu chuẩn của sơ phổi hóa phổi thì đã được đưa ra dựa vào những cái thử nghiệm lâm sàng. Tiêu chuẩn của sơ phổi vô căn thì liên quan đến cái việc mà tiên lượng của người bệnh, và chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng cái tiêu chuẩn này để chỉ định cái liều thuốc chống sơ mang lại những cái lợi ích cho bệnh nhân. Tuy nhiên đến hiện tại thì chưa đủ những cái bằng chứng về mặt nghiên cứu rõ ràng về lợi ích hay là không có. Và trên slide này thì từ hôm qua đến giờ thì các quý vị thầy cô, quý vị đồng nghiệp của chúng ta cũng đã được cập nhật rồi. Đấy là những cái tỷ lệ những cái bệnh nhân sơ hóa phổi tiến triển theo cái bệnh lý nền, và với cái phần màu xanh là cái tỷ lệ ước tính những cái bệnh nhân mà có sơ hóa phổi tiến triển. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là tất nhiên là cái tỷ lệ mắc sơ hóa tiến triển của các bệnh thì nó khác nhau, nhưng mà hầu hết tất cả những cái bệnh nhóm phổi mô kẽ mà không phải sơ phổi thì đều có cái tỷ lệ là có thể là sơ phổi hóa tiến triển và lên một cái tiên lượng bệnh rất xấu. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là gặp cái tỷ lệ sơ hóa phổi tiến triển cao là cái bệnh mà chúng ta đã vừa nghe một đồng nghiệp người Mỹ nói, đấy là viêm phổi tăng cảm. Rồi viêm khớp dạng thấp là một cái tỷ lệ mắc cũng không hề nhỏ ở Việt Nam chúng ta, sơ cứng bì, đúng không? Đấy là những cái nhóm bệnh mà chúng ta thấy rằng là tỷ lệ mà bị sơ hóa phổi tiến triển gặp cái tỷ lệ cao, và rõ ràng như vậy là một cái tiên lượng rất là dè dặt ở những cái bệnh nhân mà có tổn thương phổi kẽ ở trong các nhóm bệnh có nguyên nhân. Và cái lý do đưa ra của cái hướng dẫn đấy là tại sao lại phải thay đổi cái thuật ngữ, vì người ta cũng thấy rằng là cái tiến triển của bệnh là hậu quả của sơ hóa phổi và vượt qua cái khả năng kẽ của nhu mô phổi. Trước đây thì lý do là tại sao, vì rõ ràng là cái sơ hóa phổi tiến triển này nó gặp ở rất nhiều các nguyên nhân, và cái tiến triển bệnh làm cho diễn biến lâm sàng của bệnh tương tự như là sơ phổi vô căn. Tức là với cái biểu hiện của sơ phổi tiến triển thì chúng ta cũng thấy rằng trên những cái tổn thương phổi kẽ do bệnh lý nền thì cái diễn biến về triệu chứng lâm sàng cũng như là chức năng hô hấp, và đặc biệt nữa là những cái trên chẩn đoán hình ảnh. Và để chẩn đoán xác định của sơ phổi tiến triển thì người ta sẽ dựa vào các triệu chứng lâm sàng xấu đi, dựa vào bằng chứng về tiến triển trên chức năng hô hấp, và đặc biệt nữa là những cái bằng chứng tiến triển trên chẩn đoán hình ảnh. Thì nếu mà trong những trường hợp mà bệnh nhân mà có 2 trong 3 tiêu chí xảy ra trong vòng 1 năm qua thì đấy là một cái tiêu chuẩn để các bác sĩ lâm sàng chúng ta chẩn đoán là sơ phổi tiến triển, để giúp cho cái việc là áp dụng cái phác đồ điều trị cũng như là tiên lượng cho bệnh nhân. Về triệu chứng lâm sàng hô hấp xấu đi thì chúng ta thấy là rất dễ hiểu rồi, với những bệnh nhân là tăng lên có các triệu chứng ho rồi khó thở. Thế còn về chức năng hô hấp thì chúng ta cũng thấy rằng là các nghiên cứu cũng đưa ra một cái tiêu chuẩn, đấy là giảm FVC tuyệt đối từ 5% trở lên trong vòng 1 năm theo dõi, rồi giảm DNCO tuyệt đối trên 10% trong vòng 1 năm và đã hiệu chỉnh theo cái hemoglobin. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái việc mà theo dõi chức năng hô hấp là cũng góp phần quan trọng trong cái việc mà chúng ta tiên lượng, theo dõi tiến triển và chẩn đoán cái sơ phổi tiến triển ở trong những cái bệnh lý phổi kẽ. Và như bài của Thạc sĩ Quân chúng ta cũng đã thấy rõ rồi những cái bằng chứng về nghiên cứu. Về chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta cũng thấy rằng là chỉ cần một trong các tiêu chí sau, đấy là với những cái tổn thương mà chúng ta thấy đánh giá mà cũng thường gặp ở trong những bệnh lý phổi mô kẽ như là giãn tiểu phế quản, hình ảnh kính mờ, hình lưới, rồi hình ảnh tổ ong, giảm thể tích phổi, thì tất cả những cái đặc điểm này nó tăng lên thì đây là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta thấy rằng là nó là một cái bằng chứng để giúp cho chúng ta phát hiện sớm những cái sơ hóa phổi tiến triển. Và thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng là theo dõi theo thời gian thì cái việc mà đánh giá cái tổn thương nó tăng lên là rất quan trọng. Và cái việc mà đánh giá sự tiến triển tăng lên thì khuyến cáo cũng đưa giấy, một là chúng ta sẽ đánh giá bằng cái việc mà theo dõi trên phim chụp cắt lớp vi tính, rồi đánh giá bằng cái CT định lượng. Đây là một cái giải pháp để đánh giá cái mức độ tiến triển khách quan
đo lường được của các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên thì trong khuyến cáo cũng nói là cần phải đánh giá và chuẩn hóa cái quy trình này. Chúng ta đưa ra cái gọi là cái tiêu chí xem là cái diện tích tổn thương nó có nặng hơn so với trước hay không. Nhưng mà trong khuyến cáo thì người ta cũng đưa ra dè dặt vì cái lo ngại về cái việc chuẩn hóa trong quy trình. Rồi trong cái về bằng chứng về chẩn đoán hình ảnh thì cũng đưa ra đấy là chụp cắt lớp vi tính cần được chỉ định khi có nghi ngờ lâm sàng và cái tình trạng sơ hóa xấu đi. Tuy nhiên cái khoảng thời gian tối ưu để khuyến cáo thì cũng chưa được biết rõ. Và một số cái đặc điểm X quang nhất định có thể dự đoán được cái tiến triển trong cái bệnh phổi mô kẽ thì người ta cũng tiên lượng rằng là nếu mà thấy xuất hiện những cái dạng tổn thương tổ ong và dạng phế quản co kéo thì tiên lượng bệnh xấu hơn. Mức độ thay đổi sơ hóa lớn là một cái yếu tố mà dự đoán cái tỷ lệ tử vong ở các bệnh lý nền, đấy là sơ phổi vô căn như là tổn thương phổi kẽ ở viêm khớp dạng thấp hay là sơ cứng bì hay là viêm phổi tăng cảm vân vân, thì đây là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cái yếu tố về chẩn đoán hình ảnh rất rất quan trọng trong cái việc bác sĩ chúng ta tiên lượng theo dõi và đánh giá cái đáp ứng điều trị. Và người ta cũng thấy rằng là ít nhất 40% những cái bệnh nhân mà tổn thương phổi kẽ có cái đặc điểm chụp cắt lớp vi tính mà phát hiện tình cờ gợi ý bằng những cái thay đổi của phổi kẽ ở cái giai đoạn ban đầu. Thì chúng ta thấy rằng là như cái bài của bác sĩ Thịnh cũng nói rằng là bác sĩ chúng ta không được chủ quan, chúng ta phải luôn nghi ngờ là trong cái nhóm bệnh lý nền này, bệnh nhân này có thể có tổn thương phổi kẽ. Và cái việc mà bác sĩ chúng ta thường trực cái sự nghi ngờ sẽ giúp cho bệnh nhân của chúng ta trong đang quản lý cái bệnh lý nền, ví dụ như là bệnh nhân viêm khớp dạng thấp hoặc là sơ cứng bì, mà chúng ta nghĩ đến, nghi ngờ, chúng ta chỉ định một cái chỉ định mà rất rất dễ thôi, đấy là chụp các lớp vi tính độ phân giải cao, thì cũng giúp cho bệnh nhân của chúng ta được chẩn đoán sớm và tiên lượng sẽ tốt hơn rất nhiều. Về tiếp cận điều trị ở những cái bệnh nhân mà sơ phổi vô căn, sơ phổi tiến triển này, thì trong hướng dẫn năm 2022 đã khuyến nghị về dựa vào những cái nghiên cứu bằng chứng để điều trị sơ phổi hóa tiến triển, thì thấy thuốc chống sơ nhóm nintedanib thì đã được đề xuất để điều trị bệnh sơ hóa phổi tiến triển. Và cái nhóm thuốc chống sơ thứ hai đấy là pifeniridone, thì hiện tại với các kết quả nghiên cứu thì bước đầu cũng cho thấy là nó có cải thiện, tuy nhiên thì nó chưa có những cái bằng chứng đủ mạnh để giúp cho hội đồng của xây dựng hướng dẫn đưa ra cái khuyến cáo là điều trị cho sơ phổi hóa tiến triển. Và cần phải có nhiều các nghiên cứu lâm sàng sâu hơn để đưa ra những cái tiếp cận điều trị chính xác hơn. Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao đấy là nhóm nintedanib và pifeniridone lại là có cái khuyến cáo mà nó khác nhau như vậy, thì dựa vào các nghiên cứu trên thực tiễn lâm sàng đánh giá so sánh cái việc là theo dõi cái tình trạng sơ phổi vô căn đáp ứng với các thuốc chống sơ với cả nhóm giả dược với cái những nghiên cứu trên thực tiễn lâm sàng, thì chúng ta cũng thấy rằng là hội đồng thì cũng đề xuất là nhóm thuốc nintedanib thì để điều trị sơ phổi hóa tiến triển ở những cái bệnh nhân mà đã thất bại trong điều trị chuẩn với bệnh phổi mô kẽ sơ hóa mà không phải IVF. Thế còn đối với cả pifeniridone thì hội đồng cũng khuyến cáo là nên nghiên cứu thêm về hiệu lực, hiệu quả và độ an toàn của pifeniridone trong bệnh phổi mô kẽ không phải sơ phổi vô căn có sơ hóa tiến triển nói chung và ở nhóm bệnh phổi mô kẽ cụ thể không phải là sơ phổi vô căn mà có sơ hóa phổi tiến triển. Thì đây là cái khuyến cáo mà 2022 của hội đồng chuyên gia đưa ra. Và ở đây cũng lưu ý rằng là điều trị chuẩn thì sẽ khác nhau ở giữa các bệnh nhân vì là có cái bệnh lý nguyên nhân. Và điều trị ức chế miễn dịch thì đạt được cái sự ổn định cũng như là thuyên giảm bệnh, xử lý kháng nguyên, hạn chế. Và đặc biệt nữa là còn rất thiếu những cái hướng dẫn dựa trên bằng chứng về tiêu chuẩn chăm sóc đối với bệnh phổi mô kẽ. Và đây là những cái hướng mà hội đồng cái khuyến hướng dẫn cũng đã đưa ra những cái khuyến nghị để tiếp theo sẽ phải làm gì. Và các hướng để được đề xuất trong tương lai trong cái khuyến cáo thì cũng đã đưa đấy là ở những cái bệnh nhân mà có nguy cơ tiên lượng xem là có sơ phổi tiến triển hay không, thì những cái câu hỏi đặt ra đấy là gì? Phải xác định lý do tại sao một nhóm nhỏ bệnh nhân mắc bệnh phổi kẽ lại phát triển cái kiểu hình sơ hóa tiến triển và không thể đảo ngược và trong một khoảng thời gian
Cái này là cái mà bắt buộc là tiến tới sẽ phải tìm hiểu và xác định, người ta đặt vấn đề đấy là xác định các dấu ấn về sinh học huyết thanh, rồi các phân tích proteomic của máu ngoại vi, rồi dịch rửa phế quản, rồi các nghiên cứu phiên mã gen. Thì cái này là cái hướng trong thời gian tới để phải thực hiện, để làm thế nào nó hữu ích trong cái việc mà nhận biết, tiên lượng, xác định cái sự tiến triển của cái tổn thương phổi mô kẽ. Và đặc biệt nữa là trong cái định hướng tương lai thì cũng ưu tiên nghiên cứu về các thuốc chống sơ liên quan đến để điều trị, đấy là corticoid, các thuốc ức chế miễn dịch ở trong những cái bệnh nhân mà có tổn thương phổi kẽ mà có biểu hiện của sơ hóa tiến triển. Thì đây là những cái định hướng mà trong cái hướng dẫn cũng đã đưa đến để chúng ta hiểu được rằng là trong tương lai đối với cả những cái bệnh nhân mà tổn thương phổi kẽ, sơ phổi vô căn, đặc biệt là những cái kiểu hình mà bệnh nhân có sơ hóa phổi tiến triển, một cái tiên lượng rất nặng, thì cần còn rất nhiều những cái thách thức ở phía trước và còn cần rất nhiều các nghiên cứu. Và tôi có cái phần kết luận trong bài trình bày của mình, đấy là với cái hướng dẫn của các hiệp hội vào năm 2022 thì đã đưa ra cái cập nhật mới, đấy là sinh tiết lạnh phổi xuyên phế quản thì cái giải pháp thay thế có thể chấp nhận được bằng cái hình thức mà sinh tiết phổi phẫu thuật ở những cái cơ sở chuyên môn phù hợp. Và không có hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì không có cái khuyến cáo đưa ra những cái chỉ định, chống chỉ định xét nghiệm phân loại bộ gen vì chưa đủ cái bằng chứng. Và không có chỉ định thuốc kháng axit và phẫu thuật chống trào ngược để cải thiện cái tình trạng hô hấp ở bệnh nhân sơ phổi vô căn. Và đối với sơ phổi hóa tiến triển thì người ta cũng thay thế cái thuật ngữ mới sơ hóa phổi tiến triển, vì thuật ngữ này đã được thiết lập bệnh phổi kẽ sơ hóa tiến triển. Và sơ hóa phổi tiến triển thì không phải là chẩn đoán mà là đặc điểm chung của cái sự tiến triển của các bệnh phổi mô kẽ. Và lý do như vậy cho nên là chúng ta mới có một cái thuật ngữ mới như vậy. Và bệnh phổi sơ hóa tiến triển thì có ít nhất là một trong ba triệu chứng, ba cái biểu hiện. Một là xấu đi của lâm sàng, xấu đi của chức năng hô hấp cũng như là xấu đi của chẩn đoán hình ảnh. Và sơ phổi vô căn thì xảy ra ở nhiều các bệnh lý của bệnh phổi kẽ khác nhau. Và thuốc chống tơ hiện tại, nintedanib thì được đề xuất là điều trị sơ phổi hóa tiến triển, mà trong khi đấy các điều trị chuẩn và các là không đáp ứng, và đề xuất nhiều các nghiên cứu thêm với cái nhóm thuốc chống sơ còn lại, đấy là pifenidone. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp.